hướng dẫn sử dụng giáo cụ số bảng chia 3. Trên EduLine, giáo cụ số bảng chia 3 là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Bảng hiện ra là các phép tính của các số chia cho 3 và một số kết quả phép tính bị ẩn đi. Bạn hãy click vào các dấu hỏi chấm để điền các đáp án đó. Sau khi điền xong thì chọn nút kiểm tra. Xong bạn có thể làm lại hoặc đổi sang một đề bài ngẫu nhiên khác. Với giáo cụ số này, bạn có thể tạo hoạt động ôn tập và ghi nhớ bảng chia cho số 3. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Compound ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là bảng chia 3. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.